tòa nhà tiền tỷ nhưng chẳng ai mua vì lý do này. Hiện nay, nhiều chủ đầu tư sau khi bỏ ra cả đống tiền để xây dựng và lắp đặt hoàn thiện cho tòa nhà của mình, nhưng khi mở bán hoặc khi không có nhu cầu sử dụng muốn bán lại thì chẳng có ai mua vì một điều tưởng chừng đơn giản ít ai nghĩ tới: hệ thống âm thanh thông báo. Hệ thống âm thanh thông báo tòa nhà, hay còn gọi là hệ thống PA, là một trong những yếu tố quyết định đến sự an toàn, tiện ích của cả một tòa nhà, một tòa chung cư. Hệ thống thông báo tòa nhà tốt sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống của người sinh sống hoặc làm việc trong khu vực đó, và đây cũng là một hạng mục quan trọng. Một tình huống được đặt ra, bạn là một giám đốc công ty muốn họp gấp toàn bộ nhân viên vào lúc 17h15 phút để bàn về một vấn đề quan trọng, nhưng công ty của bạn 17h30 là hết giờ làm việc. Tòa nhà của công ty bạn cao hơn 10 tầng và đủ các phòng ban. Vậy, bạn sẽ thông báo như thế nào để chắc chắn rằng 100% nhân viên có thể nhận được thông tin để tham gia họp? Nếu sử dụng cách thông báo truyền thống là đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng, thì chỉ trong vòng 15 phút, quá nửa công ty đã ra về. Có những nhân viên không có tại phòng làm việc mà đang trong nhà vệ sinh, tầng hầm, kho, coi như không nhận được thông tin. Trong tình huống này, âm thanh thông báo tòa nhà sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Cho dù tòa nhà của bạn có cao bao nhiêu tầng, dù nhân viên của bạn đang ở kho, tầng hầm hay nhà vệ sinh đi chăng nữa thì cũng nhận được thông báo họp quan trọng của bạn. Hệ thống âm thanh thông báo không chỉ áp dụng riêng đối với tòa nhà hay chung cư mà còn áp dụng hiệu quả vào các trường hợp khác như: đối với văn phòng công ty là phát thanh các nội dung như thông báo giờ làm việc, giờ tan ca, tăng ca, giờ nghỉ ngơi, phát nhạc nền, thông báo các thông tin khẩn cấp của lãnh đạo. Hệ thống âm thanh thông báo nhà ga, sân bay sẽ phát thanh các nội dung như thông báo khởi hành, thông báo lên máy bay, tàu, thông báo chuyến bay hoặc tàu đang đến, thông báo chung, thông báo khẩn cấp, v.v. Hệ thống âm thanh thông báo còn được hữu dụng trong siêu thị, cửa hàng để thông báo tới nhân viên chăm sóc khách hàng tại quầy, hướng dẫn khách hàng tới quầy thanh toán còn trống. Đối với bệnh viện, trung tâm y tế, hệ thống âm thanh thông báo sẽ phát thanh cho biết số thứ tự khám chữa bệnh, giờ ăn trưa, giờ thăm bệnh nhân. Đầu tư cho hệ thống âm thanh thông báo của tòa nhà là sự đầu tư thông minh và hiệu quả. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.